Các doanh nghiệp hãy làm cho mình luật chơi để phát triển được. Hãy xây dựng luật chơi đầu tiên cho doanh nghiệp mình, và luật chơi đấy phục vụ ai? Phục vụ người chơi, chính là nhân viên và cấp trưởng phòng. Thì bây giờ lãnh đạo mới có ăn. Còn kẻ nào chỉ xây dựng được luật chơi cho mình mà không xây dựng được luật chơi cho nhân viên, cho cấp trung, họ làm giàu trên luật chơi của họ, thì kẻ đó mãi mãi chỉ là kẻ bóc lột. Và có tiền đi chăng nữa thì nhận được một cuộc sống vô cùng đau khổ, bận bịu và không có sức khỏe. Đó là cái điều mà sự thật nó đang xảy ra ở Việt Nam.